Xin kính chào quý vị và các bạn. Celen.vn rất hân hạnh được gửi tới quý vị và các bạn những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật được. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Lãi ròng năm 2024 của tập đoàn Hòa Phát tăng 81% và tập đoàn Hoa Sen tăng gấp 20 lần. Theo đánh giá mới đây của SSI Research, tổng sản lượng tiêu thụ của ngành thép Việt Nam trong năm 2024 có thể phục hồi hơn 6% so với mức nền thấp của năm 2023. Đặc biệt, tiêu thụ nội địa có thể đạt mức tăng trưởng gần 7%. Hiện nhu cầu tiêu thụ thép trên thị trường nội địa đã có những dấu hiệu phục hồi đầu tiên vào cuối năm 2023, khi sản lượng tiêu thụ từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2023 đã tăng 13% so với cùng kỳ năm 2022. Trước đó, trong tháng 8 đầu năm 2023, nhu cầu tiêu thụ thép đã giảm tới 20% so với cùng kỳ năm 2022. SSI Research nhận định, mức tiêu thụ thép trong năm 2024 sẽ được hỗ trợ nhờ tình hình vĩ mô và thị trường bất động sản khởi sắc hơn. Trong chu kỳ trước, tiêu thụ thép xây dựng năm 2013 đã tăng khoảng 3% so với mức đáy vào năm 2012. Đối với kênh xuất khẩu, hoạt động xuất khẩu của ngành thép Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì tăng trưởng nhờ triển vọng toàn cầu tích cực. Hiệp hội Thép Thế giới hiện dự báo nhu cầu thép toàn cầu trong năm 2024 sẽ tăng 1,9% so với mức tăng 1,8% trong năm 2023. Trong đó, nhu cầu từ các nền kinh tế phát triển dự kiến sẽ tăng 2,8% trong năm 2024 sau khi giảm 1,8% trong năm 2023. Đặc biệt, nhu cầu của Mỹ và châu Âu dự báo lần lượt tăng 5,8% và 1,6% trong năm 2024. Mặt khác, nhu cầu từ các nước ASEAN trừ Việt Nam dự kiến sẽ tăng 5,2% trong năm 2024, cao hơn mức 3,8% trong năm 2023. Do đó, SSI Research dự báo sản lượng xuất khẩu thép của Việt Nam sẽ được cải thiện ngay trong quý 1 2024 nhờ chênh lệch giữa giá thép ở Bắc Mỹ và châu Âu so với giá thép ở Việt Nam ngày càng tăng, giúp thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu từ các khách hàng nước ngoài. Ngoài ra, Liên minh châu Âu-EU sẽ kiểm soát chặt hơn việc nhập thép bán thành phẩm do Nga sản xuất trong năm 2024. Điều này sẽ buộc các khách hàng ở đây tìm kiếm nguồn cung thay thế, mở ra thêm cơ hội cho các doanh nghiệp thép Việt Nam. Các chuyên gia phân tích của SSI Research đánh giá, trong năm 2023, xuất khẩu thép của Việt Nam đã thể hiện khả năng cạnh tranh rất tốt trong bối cảnh xuất khẩu thép của Trung Quốc tăng mạnh. Trung Quốc đã xuất khẩu 83,5 triệu tấn thép trong 11 tháng đầu năm 2023, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là mức cao nhất trong nhiều năm qua. Bên cạnh đó, sản lượng sản xuất thép của Trung Quốc tính theo tháng gần như liên tục giảm từ mức đỉnh 95,7 triệu tấn trên tháng trong tháng 3 2023 xuống còn 76,1 triệu tấn trong tháng 11 2023 do nhu cầu nội địa yếu và chi phí nguyên vật liệu tăng cao. Sản lượng sản xuất của Trung Quốc sụt giảm cũng khiến sản lượng toàn cầu giảm từ 165 triệu tấn trong tháng 3 2023 xuống còn 145,5 triệu tấn trong tháng 11 2023. Tồn kho thép ở Trung Quốc cũng đã giảm đáng kể trong những tháng gần đây, qua đó giảm áp lực dư cung trên toàn cầu trong thời gian sắp tới. Những nhân tố này được kỳ vọng sẽ giúp giá thép thế giới nói chung, tại Việt Nam nói riêng phục hồi dần trong thời gian tới. Tuy nhiên, giá thép sẽ khó tăng mạnh khi thị trường bất động sản tại Trung Quốc chưa có nhiều khởi sắc, theo SSI Research. SSI Research hiện dự phóng lợi nhuận của các công ty thép trong năm 2024 sẽ ghi nhận mức tăng trưởng cao nhờ hiệu ứng mức nền thấp của năm 2023. Cùng với đó là sản lượng tiêu thụ cải thiện và giá thép phục hồi giúp biên lợi nhuận gộp tăng trở lại. Đồng thời, đà phục hồi này có thể kéo dài trong 2-3 năm tới. Trong đó, SSI Research đánh giá lợi nhuận ròng của công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát, mã cổ phiếu HPG trong năm 2024 có thể tăng 81,6% so với năm 2023, đạt 11,156 tỷ đồng. Đối với công ty cổ phần Hoa Sen, mã cổ phiếu HSG, lợi nhuận ròng năm 2024 có thể tăng hơn 27 lần, đạt 775 tỷ đồng.